bài giảng theo công việc là cứu người. Đó là đề tài bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là cứu người. Vì ở trong Corinto thứ nhất đoạn thứ 9 câu 22 là câu gốc bài giảng của tôi, thì Thánh Phaolô viết rằng tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Ông sống mục đích là cứu người bằng đủ mọi cách. Khi Chúa Giêsu giáng sinh tại thành Bethlehem, thiên sứ nói rằng ta báo cho các ngươi một tin mừng là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, một đấng cứu thế. Và khi Chúa Giêsu đến trong thế gian thì Ngài phán rằng con người đến để tìm và cứu kẻ lạc mất. Và Thánh Phaolô nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Quý vị đã được cứu chưa? Nếu có, đưa tay lên và nói cảm ơn Chúa. Tấn sĩ Moody đã đi xem một cái buổi triển lãm bức tranh do các họa sĩ vẽ và trình bày. Thì ông đi xem bức tranh này, bức hình kia, rốt cuộc thì ông đứng trước một cái mà ông thích lắm. Tại vì ở đó có một cái thập tự, và có một người đang chết chìm mà ôm thập tự đó mà được cứu. Thì ông nói rằng đó là tín đồ tin lành, được cứu bởi thập tự giá Chúa Giêsu. Sau đó ông đi một khúc đường nữa đó, mà ông thấy một bức tranh mà ông thích hơn. Ông nói rằng bức tranh này mới là tín đồ thật sự theo Kinh Thánh, là cũng có thập tự, mà cũng có người đang chết chìm mà ôm thập tự, nhưng mà ôm có một tay thôi, còn tay kia thì với đưa tới một người cùng chết chìm mà cứu họ. Ông nói rằng đó là tín đồ thật sự. Đã được cứu rồi thì nghĩ đến người khác mà tìm cách đem họ về với Chúa mà được cứu. Tôi thấy ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ này có một cái hiểu sai trong tấm lòng nhiều tín đồ. Họ nghĩ rằng cái công việc cứu người là việc của mục sư hay là của một vài đôi ba người ở trong hội thánh, chứ không có ý rằng là chính họ có thể được Chúa dùng cứu người. Vì thế mà hội thánh chậm tiếng á. Tôi xin nói thí dụ, một ngày kia tôi ở Việt Nam, ngài đứng ở bờ sông Hương, nơi mà tôi sinh đẻ, tại cố đô Huế đó, thì lúc bây giờ có một cái thuyền đầy người. Có người thì đọc báo, có người thì uống nước trà, người thì xem thắng cảnh, mà tất cả đều hưởng cái gió mát ở sông Hương đó. Rồi có một vị lão thành ở phía sau đương trèo mà toát mồ hôi, mà ráng để trèo cái thuyền đó, mà cái thuyền có đi, nhưng mà rất chậm. Từ cầu Trường Tiền cho đến cầu xe lửa có lẽ một tiếng đồng hồ nó mới tới. Và nếu không có trụ cờ đại nội ở bên kia sông, mà tôi có thể thấy cái mũi thuyền nó đi chậm chậm như thế này, thì tôi tưởng là nó đứng. Nhưng mà tôi đứng đó khá lâu thì cái thuyền nó có tiến lên, có, nhưng mà rất chậm. Ngày khác, ngày 26 tháng 10, là ngày Quốc Khánh Việt Nam lúc bấy giờ, thì có cuộc đua thuyền, mà bây giờ không có ai được ngồi ở trong cái thuyền không, ai cũng cầm chèo, 10 người thì 10 chiếc chèo, còn cái ông ở phía sau thì ông chỉ lái thôi, mà thấy ai không chèo thì ông la, ông thúc á,
Bây giờ thì cái thuyền nó đi từ cầu Trường Thiền cho đến cầu Xe Lửa, hết sức của nhân có lẽ là 5 phút là cùng. Thì tôi nói rằng đó là hai hội thánh. Một hội thánh đổ hết trách nhiệm cho mục sư. Ông có chèo, ông trung tiến mà chèo, ông toát mồ hôi mà chèo. Thì tín đồ nghĩ rằng chúng tôi cầu nguyện cho mục sư, chúng tôi dâng tiền để mục sư, chúng tôi mua sách à. Nhưng mà cái trách nhiệm là mục sư hội thánh này có tiếng hay là không thì do mục sư. Sai. Chúa muốn có một cuộc tổng đồng viên toàn lực của tín đồ. Và mỗi tín đồ ý thức rằng họ cần chèo, họ cần cứu người. Tôi đương đảm trách một cái trách nhiệm là phó giám đốc một tổ chức chúng tôi tạm dịch là chứng đạo sâu rộng. Trước kia thì gọi là nỗ lực truyền bá phúc âm. Và có, nhưng mà khi qua Việt Nam mà gọi là nỗ lực thì họ nói có cái tiếng nổ thì sợ cộng sản họ bắt bớ hội thánh đó. Cho nên chúng tôi phải đổi tên qua là chứng đạo, vì đây không phải là truyền giáo đó. Cái đó là cả một cái cuộc chiến dịch. Nhưng mà cái này là cá nhân chứng đạo đó. Chúng tôi gọi là chứng đạo sâu rộng, có cái chiều sâu và có cái chiều rộng. Và chúng tôi đang hoạt động trong 212 quốc gia. Nghĩa là không có quốc gia nào mà không có thực hành cái chương trình này. Và đang tổng đồng viên nhiều hội thánh. Ồ, tôi qua Fiji một ngày trước kia thấy ít tín đồ lắm. Nhưng mà mới đây tôi đi qua Fiji có một hội thánh 7.000 tín đồ. Tại vì sao? Tại vì tín đồ họ tham gia, họ đi ra cứu người. Mà không phải một mình mục sư phải lo hết đó. Tôi đã thấy đó. Tôi đi nhiều nơi mà cảm ơn Chúa, nơi nào mà tín đồ có cái ý thức rằng Chúa muốn dùng họ cứu người thì hội thánh đó là mau tiến bộ. Hội thánh có một cái nhà thờ tốt đẹp như thế này mà tôi ước ao không biết mục sư có mời trở lại hay không đó. Nhưng mà mong rằng đôi ba năm nữa đó mà hội thánh có mỹ ý chúng tôi trở lại, tôi mong rằng đến đó không có chỗ ngồi ở trong nhà thờ, mà có lẽ phải nhóm hai kỳ mới hết đó. Tôi dùng cái chương trình này ở Omaha, Nebraska. Khi mới bắt đầu thì không đầy hết đó, mà nhóm một kỳ. Nhưng quý vị biết không, hôm nay phải nhóm ba kỳ mà hội thánh đầy người. Và có trong 15 năm mở 15 hội nhánh. Cảm ơn Chúa. Trong đó có một hội thánh Việt Nam. Tôi nói điều này không phải là nói suông hay là nói lý thuyết. Nhưng mà nếu quý vị áp dụng, có thể kết quả bội phần. Có một cụ già 89 tuổi đến gặp một nhân viên của tôi. Mà nghe nói mỗi tín đồ phải trở nên chứng đạo viên. Ông nói là người già như tôi, ông chống nạn mà ông đến đó. Ông tên là Robert. Ông đến nói rằng, John ơi, một người già như tôi đây còn có thể cứu người được không? Anh nói được chứ sao không được. Nhưng mà phải đi chịu huấn luyện 13 tuần lễ thì mới có thể làm chứng. Và nếu cụ bằng lòng làm theo tôi nói đó thì dắp nam tôi gặp cụ, tôi bảo đảm rằng ít nhất cụ đã dẫn dắt một người tin Chúa. Cụ về mà làm y như một ông bạn của tôi nói đó, là thúc mục sư đi học cái chương trình chứng đạo sâu rộng Evangelism Explosion mà về và huấn luyện cụ Robert đó. Giáp Nam bây giờ cụ 90 tuổi đó, cũng chống nặng mà đi cũng hơi vất vả hơi khó đó. Thấy John đằng sau, chào John nè, mình giỏi không? John nói rằng, thưa cụ, năm nay cụ có hướng dẫn một người tin Chúa không? Có cứu ai không? Không. Không phải một người, 5 người. Cụ dẫn dắt 3 người hàng xóm, 2 người đến thăm hội thánh, giống như hai anh chị đây đã đến khi hôm. Cảm ơn Chúa. 90 tuổi mà cứu được người.
có một em ở Nam Mỹ Châu, 10 tuổi, có học cái chương trình chứng đạo sâu lòng này, thì em phải đi 2 tiếng đồng hồ từ làng mình mà đến nhà thờ để mà học ở trong cái trường của Hội Thánh. Mỗi ngày đi xe buýt đó, thì em hát Đà Lần Xa hay là gì đó, rồi ô người ta nghe câu đó hát, hỏi rằng tại sao em hát hoài như thế này. Em nói rằng vì vui quá, vì có một cứu Chúa, có một tin mừng. Thì họ nói sao em không nói cho chúng tôi nghe cái tin mừng đó. Thì em nói, quý vị biết không, trong 3 tuần lễ em đó dẫn dắt 80 người tin Chúa. Tôi đã dắt mặt em đó mà chụp hình đứng ở trong cái xe buýt đó. Và những người tin Chúa đó, họ hỏi bây giờ chúng tôi muốn đi nhóm ở đâu. Thì em nói rằng tại nhà của cha tôi có học Kinh Thánh đó, thì bây giờ quý vị đến đó sẽ học Kinh Thánh với ba tôi. Mà quý vị biết không, bây giờ không phải 80 mà có một Hội Thánh 150 người, là bắt đầu do một em 10 tuổi. Chứng đạo sâu rộng của chúng tôi có một chương trình huấn luyện các em. Ồ, khi tôi thấy mấy em đứng ở đây hát, tôi rất là mong quý vị, nhất là quý vị mà phụ trách các em, sẽ học cái chương trình chúng tôi gọi là Kids EE, để đào tạo các em không phải chỉ biết Chúa mà làm chứng cho bạn bè của mình. Hai cháu của tôi, một cháu nội một cháu ngoại đã học rồi mà đó nó đương làm chứng cho người khác. Bây giờ chúng ta vào đề là cứu người. Ở trong khúc Kinh Thánh này có 4 cái điểm chính mà tôi muốn đeo ra. Tôi biết quý vị không có học trường Chủ Nhật hôm nay, cho nên tôi được giảng dài gấp đôi. Chắc không gấp đôi đâu, đừng có ai sợ. Nhưng mà có thể dài hơn một chút á, tại vì không mấy khi có dịp tiện mà giảng. Quý vị miễn chấp cho. Cái điều thứ nhất mà tôi muốn nói là công việc chính của chúng tôi. Thứ hai là kế hoạch của chúng ta. Thứ ba là kiên trì của chúng ta. Có lẽ quý vị không biết cái chữ đó ở đâu, ở trong Kinh Thánh này, kiên trì đó. Và thứ tư là kết quả. Muốn cứu người thì chúng ta phải ý thức 3-4 điều đó. Thứ nhất là công việc chính của chúng ta ở dưới trần gian này là cứu người. Tại sao tôi dám nói như vậy? Xin quý vị xem câu thứ nhất ở trong khúc Kinh Thánh này. Thánh Phaolô nói như thế nào? Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Xin gặp dưới cái chữ công việc, anh nói rằng người Corinto, người Garland, Texas đây, chính là công việc của ông. Lạ lùng lắm. Quý vị có biết nghề nghiệp của Phaolô là gì không? Có ai biết không? Ông làm nghề mai trại. Và khi ông đến Corinto thì ông là người mai trại. Xin quý vị xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18 đó, thì quý vị sẽ gặp Thánh Phaolô đường mai trại. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 tức là trang 164 Tân Ước. Ở đây chép như thế này, câu 3: vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau, và nghề các người đó là mai trại. Tức là Phaolô đồng nghề với hai người ở tại đó là Aquila và vợ, hai người đương mai trại. Thì tại sao khi ông gửi thơ cho người Corinto, ông không nói rằng công việc của tôi là mai trại, mà ông nói rằng công việc của tôi là các ngươi, là độc giả?
chúng ta đọc tiếp ở trong Cam vụ các sứ đồ đến câu thứ 9 á, thì Kinh Thánh nói rằng ban đêm Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy. Ông có một sự hiện thấy đó là gì? Đừng sợ chi. Quý vị có sợ làm chứng không? Nhiều người sợ, họ sợ sẽ nói sai, họ sợ sẽ bí đó, người ta hỏi mình không trả lời được á, hay là họ sợ người ta mất lòng, họ sợ thì vô nhà người ta sẽ bị đuổi đó. Tôi đi làm chứng chưa bị ai đuổi, học tiếp á. Tôi gặp nhiều người họ đương tìm Chúa đó, tôi thấy người ta tìm Chúa nhiều hơn tín đồ đi chia sẻ. Tôi gặp ở đâu, máy bay đi nhiều nơi, họ đương tìm, đừng sợ. Thì Chúa nói với Phaolô, đừng sợ, xong hãy nói và chớ làm thinh. Chúng ta phải nói đó. Ồ, có người nói là hôm tôi đi đến cơ sở tôi chỉ làm gương, người ta thấy cái gương tốt của tôi là đủ rồi. Không đủ không? Họ xuống địa ngục thì máu của họ sẽ ở trên bàn tay của quý vị. Chúng ta phải nói đó, hãy đi báo tin lành, chứ không phải là đi làm gương, làm đời sống tốt á. Không ai được cứu bằng đời sống tốt á. Họ được cứu bằng lời sống tốt. Phải nói đó, đừng sợ, phải nói. Rồi gì nữa? Chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi. Ồ, tôi không sợ vì tôi có Chúa đi với, ủng hộ, giúp đỡ. Chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Thấy không? Chúa nói rằng Ngài có nhiều người trong thành mà để mà được cứu. Mà chúng ta phải có khái tượng, phải có sự hiện thấy đó. Không chỉ thấy cái trại mà mình đương vá đó, mai. Không phải chỉ thấy cái computer mà mình đương đánh đó, hay là cái thức ăn mình đương nấu đó, hay là cái xe buýt mình đương lái. Có một ông tín đồ, ông này là người có một cái tiệm làm bánh đó, a bakery. Thì nhưng mà ông là tín đồ, thì người ta đến hỏi ông làm công việc gì. Ông nói rằng công việc tôi là cứu người, và tôi làm bánh để có chút tiền nuôi sống. Tôi thích cái đó. People are my work, but I bake bread to pay expenses. Có một thợ hàng ở Omaha. Anh này thì răng hư, anh mập, xói đầu, anh nói giọng cũng khó nghe. Nhưng mà anh học cái chương trình chứng đạo sau rồi, sau đó quý vị biết không? Ông nói rằng cái công việc của tôi là cứu người, còn tôi cũng có khi phải làm thợ hàng chút để có chút tiền ăn thôi. Tôi đi đâu ông xách vali mà đi với tôi? Chúng tôi qua Phi Lục Tân này, chúng tôi qua bên Phi Châu này, chúng tôi đi Nam Mỹ Châu, ông cũng đi với, mà ông làm chứng á, mà kết quả nhiều lắm á. Có một ngày kia ông đi hàng vào tiểu bang Kansas, và ông đến với hội thánh, chẳng hạn ví dụ ông đến với mục sư nói là thưa ông, tôi đường thứ hai cho đến thứ bảy tôi sẽ làm việc hàng ở đây, nhưng mà tôi cũng sẽ làm chứng á, nếu có ai tin Chúa thì tôi có thể giới thiệu hội thánh với ông không, một cái hội thánh Baptist đó. Thì ông mục sư thấy cái ông này khừ khừ đó, ông nói rằng chắc là làm chứng không có ai tin Chúa đâu, nhưng mà không muốn mất lòng nói rằng cũng được ha, anh dẫn dắt ai tin Chúa thì cứ giới thiệu hội thánh của chúng tôi. Quý vị biết không, đến Chúa Nhật sau có 3-4 người đến nhóm đó. Ông mục sư hỏi bởi đâu mà đến đây, nói rằng có một ông thợ hàng ông gặp tôi, dẫn dắt tôi tin Chúa và chỉ nhờ thờ của ông. Ông mục sư nói rằng hoan nghênh. Chúa Nhật sau cũng vậy đó, cũng có 3-4 người nữa đến mà nhóm đó. Chúa Nhật sau nữa thì cũng có 5-6 người đến. Rồi rốt cuộc vì ông mục sư không gặp tín đồ đó, vì mỗi Chúa Nhật ông đi về Omaha, hội thánh của mình, vì ông chỉ đến đó làm việc thôi. Thì nhưng mà ông phải tìm ở đâu. Rồi ông hỏi ông làm gì mà mỗi tuần đều có người đến nhà thờ của tôi. Ông nói rằng tôi làm Evangelism Explosion, chứng đạo sâu rộng á, tôi có học á.
Thì ông mục sư nói rằng bây giờ anh có thể dẫn dắt tôi đi với được không? Tôi muốn xem cái phương cách mà ông làm giỏi quá vậy. Thì nói rằng mời bà đi với, vì tôi thường phải có một toán ba người và phải có người nữ trong đó. Hai ông bà mục sư đi với ông tín đồ tên là Wayne. Thấy ông dẫn dắt nhiều người tin Chúa. Quý vị biết không, trong chừng 6 tuần lễ, ông mục sư thêm vào hội thánh đó chừng 50-60 tín đồ. Rồi sau đó ông mục sư phải đi học cái chương trình này để đem về cho hội thánh. Hội thánh của hôm nay, hội thánh đó tăng trưởng rất nhiều. Vì sao? Mục sư đã học rồi, mục sư huấn luyện tín đồ của mình giống như thợ rèn đó đi ra làm chứng. Vậy công việc của quý vị, tôi mong rằng trong cái buổi giảng hôm nay, quý vị sẽ có một cái sự hiện thái mới, một cái khái tượng mới đó. Vì mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu là gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho gì? Mọi người. Bây giờ quý vị không thể đi khắp thế gian đâu. Thánh Phaolô đã đi khắp thế gian, mà Chúa không đòi hỏi quý vị phải đi khắp thế gian. Tôi thì có cái trách nhiệm đó. Tôi đảm trách 212 quốc gia, nhưng mà tôi có nhân viên giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi là giáo sĩ, và cảm ơn Chúa, chúng tôi năm vừa rồi thấy có 1,5 triệu người đã tin Chúa qua chứng đạo sâu rộng này khắp thế gian, mà mỗi năm nó tăng lên vì luôn luôn có thêm người đang làm chứng đó. Nhưng mà Chúa muốn giao cho quý vị một cái thế gian riêng của mình. Tôi xin nhắc quý vị ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ nhất câu 8. Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ mặc lấy quyền phép mà làm chứng tại đâu? Jerusalem, rồi tới đâu nữa? Samari, rồi tới đâu nữa? Jude, rồi ở đâu nữa? Cả thế gian. Nó có 4 cái vòng tròn: Jerusalem, rồi Jude, rồi Samari, rồi cả trái đất. Bây giờ tôi muốn quý vị làm lấy hai tay mà làm với tôi: Jerusalem, Jude, Samari và cho đến cùng trái đất. Mà bây giờ quý vị không làm 4 cái vòng tròn đó được, nhưng mà tôi xin thưa với quý vị ở trên cuốn sách của tôi Friendship Evangelism by the Book sẽ thấy 4 cái vòng tròn, nhưng mà đối với người Việt thì tôi chỉ làm 3 cái thôi. Mà tiếng Anh chúng tôi gọi là friends, relatives, associates, neighbors. Nhưng mà tiếng Việt thì tôi tạm dịch là bớt á, tức là bớt số người đang xuống địa ngục. B là bà con. Xin chúng ta làm cái vòng tròn bà con. Rồi ở là người ở hàng xóm đó, người ở tại trường học lớn hơn trước á. Rồi T là thân hữu. Thì đó là cái trách nhiệm của quý vị, là quý vị làm chứng cho bà con, quý vị làm chứng cho người hàng xóm, người ở trường học, ở tiệm mà uống táp đó. Ở đây có ai làm nails không? Có ai uống táp không? Người Việt Nam là chuyên môn làm nails. Thì một ngày kia tôi đi hất táp với mục sư tại Fort Lauderdale, mà tôi đương huấn luyện á, mà chúng tôi làm chứng cho người hất táp của tôi và của mục sư. Thường thường khi tôi làm chứng cho thợ hất táp à, thì không có thể nói hết tin lành, là vì ít táp thì nó nhanh lắm à. Tôi mới vào đề thì họ nói xong rồi mục sư à. Nhưng mà vừa rồi tôi đi North Carolina, Fayetteville, thì cảm ơn Chúa, thợ đương uống táp, hất táp tôi thì đương uống táp cho một người đàn bà kế bên, cho nên nó lâu hơn. Mà người đó tên là Monica, thì cảm ơn Chúa, đang khi cô đi qua đi lại, tôi có việc nói hết tin lành, mà cô đã cầu nguyện tin theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Và ông và chị hất táp Việt Nam ở Fort Lauderdale, khi mục sư đến làm chứng cũng tin Chúa đó. Thưa quý vị, chúng ta có cái trách nhiệm là đi đâu? Ông mục sư đây sẽ không bao giờ gặp bà con, một số bà con của quý vị, sẽ không bao giờ gặp người hàng xóm đó, không gặp thân hữu. Quý vị gặp hàng ngày,
mà đó là trách nhiệm. Mong Chúa sẽ cho quý vị có cái khái tượng nhớ ba cái vòng tròn: là bớt đó, bà con, người ở hàng xóm và thân hữu, thì Chúa sẽ dùng quý vị. Điều thứ hai, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Con người, chúng ta phải cứu người. Tôi lưu ý quý vị ở trong khúc kinh thánh này, Paulo nói một cái nó kết hợp với Việt Nam lắm à. Ông nói hai cái người, nhiều người nó đối tượng với nhau khác á. Nó opposite, nó khác với nhau. Người yếu, người mạnh, quý vị có để ý không? Người có luật mà người không có luật. Người mạnh, người yếu, người có luật, người không luật. Và gì nữa đó, có một cái nữa trong khúc kinh thánh đó. Thì ông nói rằng tôi phải làm chứng cho tất cả. Thì khi tôi đến Việt Nam, tôi thấy người Việt Nam trái với tôi nhiều cái. Tôi người Mỹ đến đó, thì tôi thường nói come here. Nhưng mà người Việt Nam thì nói xin lại đây. Người Việt Nam, người Mỹ thì nhường cho đàn bà đi trước á. Nhưng mà khi tôi đến Việt Nam, tôi thấy đàn bà nhường cho đàn ông đi trước á. Rồi tôi thấy ở Mỹ đây thì trước khi ăn họ mời mình rửa tay, mà ở Việt Nam ăn xong họ mới đưa chậu mà mời mình rửa tay. Rồi tôi thấy Việt Nam, ở Mỹ đây thì tôi đến lễ an táng thì mặc đồ đen, mà đến lễ an táng ở Việt Nam thì đồ trắng á. Đến ở Mỹ này thì quý vị thấy trồng cỏ để có cái bãi cỏ nó tốt trước nhà, mà đến Việt Nam thì họ giải cỏ đó. Mà khi họ thấy tôi đương trồng cỏ trước nhà tôi ở Tuy Hòa, họ cười quá, nói sao cái ông Mỹ này sao ông không giải cỏ mà ông trồng nữa đó. Nhiều điều lắm à. Quý vị cũng viết tên, viết họ trước mà viết tên sao? Còn tôi thì viết tên trước mà viết họ sao? Quý vị viết cái tháng ở cái ngày trước mà cái tháng sau, còn người Mỹ thì viết cái tháng trước và ngày sau. Nhiều cái. Mà người Mỹ thì chú trọng ngày sinh nhật, còn người Việt Nam thì chú trọng ngày giỗ, ngày chết đó. Tôi tưởng là Việt Nam sai. Mãi cho đến khi tôi chèo thuyền ở sông Hương đó, thì người Tây Phương họ chèo như thế nào? Họ kéo cái chèo như thế này, mà họ phải nhìn lui như thế này. Mà tôi đi vòng quanh như thế này vì tôi không biết chèo thuyền. Nhưng mà bên kia tôi thấy có một chàng thanh niên đương chèo mà đẩy cái chèo như thế này, mà nhìn thẳng phía trước á. Mình đâu có bao giờ mà lái xe mà nhìn như thế này. Không có. Mà người Mỹ lái mà chèo thuyền sai hoàn toàn. Tôi nói như vậy thì Mỹ sai chứ không phải Việt Nam sai. Tôi phải hợp với người Việt Nam. Tôi nói điều đó để làm gì? Khi tôi tới Việt Nam, tôi phải trở nên mọi cách của người Việt. Nhà tôi phải nhường cho tôi vào cửa trước ấy. Mà nhà tôi thích lắm. Tại nhà tôi nói rằng khi đi đường thì có thể gặp mình thì mình gặp trước à. Mà lên trên thượng thì vào rừng, mà nhà tôi nói nếu gặp cọp thì mình sẽ gặp trước à. Cho nên nhà tôi rất thích cái phong tục Việt Nam là đàn ông đi trước à. Tôi nói vui. Thì muốn cứu người, chúng ta phải trở nên như người, bằng nhiều cách để được hiểu tâm lý của họ, mà chúng ta hòa mình với họ mới có thể làm chứng cách hữu hiệu cho họ. Điều thứ hai là kế hoạch. Ở đây nói rằng câu 16 rất rõ: Vì bạn tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì mà khoa mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không giao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi. Chúng ta có một kế hoạch là phúc âm, là tin lành, mà Phaolô nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì sao? Là quyền phép để cứu mọi cả tin. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có một kế hoạch là phổ biến tin lành. Mà ở trong chứng đạo sâu rộng, chúng tôi huấn luyện người ta 5 điều. Sáng nay tôi sẽ huấn luyện quý vị rất là cấp tốc . Thường thường chúng tôi huấn luyện 13 tuần lễ, nhưng mà tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị nhớ 5 cái điểm cần thiết
về Tin Lành để dùng làm chứng. Khi chúng ta xin đi nhờ xe của người khác đứng ở lề đường mà đưa cái ngón tay nào lên, phải không? Như thế này thì quý vị đưa ngón tay lên đi. Đó. Cái ngón tay này thì nó chỉ về thiên đàng, thấy không? Và thứ hai là mình muốn đi thiên đàng một cách nhưng không trả tiền. Khi mình đứng ở lề đường mà muốn đi nhờ là có trả tiền cho người ta không? Không, họ mời mình lên đi không đó. Mà Kinh Thánh nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Chúa ban cho chứ không có đòi tiền. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta được sự sống đời đời bởi sự ban cho của Chúa đó. Hãy nhớ điều đó. Không phải bởi việc làm đâu, hầu chứ không ai khoe mình. Ê-phê-sô đoạn thứ 2 câu 8 và câu 9. Và câu thứ nhất là Roma đoạn thứ 6 câu 23. Vậy điều thứ nhất là Chúa không bán sự sống, nhưng mà Chúa ban sự sống đời đời một cách free. Eternal life is a free gift. Điều thứ hai, chúng ta dùng ngón tay này để chỉ gì? Anh có tội, anh có lỗi, phải không? Nhưng mà chúng ta nhớ là khi chỉ ngón tay vào người khác thì có ba cái chỉ về chính mình. Vì Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên cái điều thứ hai là chúng ta nói vào thiên đàng là sự ban cho. Sự sống đời đời là do Chúa ban cho một cách không nhân không đó. Nhưng mà mọi người có tội, và vì có tội là không thể tự cứu mình. Mọi người đều có như tôi giảng khi hôm đó. Và điều thứ ba, ngón tay nào là cao nhất á? Cái giữa. Cho nên cái phần thứ ba là nói về Đức Chúa Trời cao cả. Thấy không? Đức Chúa Trời là đấng thương yêu chúng ta, nhưng Ngài cũng là đấng công bình phải hình phạt tội lỗi. Nhớ luôn luôn nói Đức Chúa Trời yêu thương trước á, rồi mới nói Đức Chúa Trời công bình mà phải hình phạt. Và điều thứ tư, ngón tay này là ngón tay có chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là về gì? Khi cưới. Cho nên cái này nhắc chúng ta, chúng ta là vợ cưới mà Chúa Giêsu là chàng rể. Cho nên ngón tay này thì nhắc chúng ta về Chúa Giêsu. Hai điều chúng ta phải nói về Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Mà thứ hai là Ngài chết thay thế cho nhân loại để đền tội cho chúng ta. Và cái ngón tay thứ năm là cái ngón tay nhỏ nhất á. Thì Chúa nói thế nào về đức tin? Nếu chúng ta có đức tin bằng một hột cải nhỏ xíu á, nhưng mà ở ra một Đức Chúa Trời cao cả, một Cứu Chúa Giêsu, thì chúng ta có sự sống đời đời. Cho nên quý vị hãy nhớ, bây giờ quý vị lấy cái cánh tay mà ôn lại. Thứ nhất là gì? Thiên đàng là do Đức Chúa Trời ban cho. Sự sống đời đời là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thứ hai là gì? Loài người có tội, mọi người đều đã phạm tội. Thứ ba là Đức Chúa Trời yêu thương, và Ngài cũng là đấng công bình. Thứ tư là ai? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng loài người, và Ngài làm gì? Chết thay thế cho nhân loại để cứu chúng ta. Và điều chót là gì? Đức tin. Chúng ta phải đặt đức tin ở trong Chúa Giêsu thì được cứu. Bây giờ quý vị đi ra mà lấy cái cánh tay này thì dễ nhớ, làm chứng cho người khác năm đều về Tin Lành. Mà tôi dám chắc rằng em 10 tuổi chỉ làm chứng bấy nhiêu mà dẫn dắt 80 người tin Chúa. Quý vị hãy dùng quyền phép của Tin Lành này mà làm chứng. Đó là cái kế hoạch chúng ta cứu người, chứ không phải chỉ sống đạo đức ở tại cơ sở để người ta xem mình. Không, họ phải nghe mình nói về Chúa và làm chứng cách hữu hiệu về năm điều căn bản để cứu người. Cứu người. Một ngày kia tôi được mời đi thăm một người nữ đã nhóm hội thánh chúng tôi. Hội thánh chúng tôi bao giờ cũng đáp lễ. Ai đến thăm chúng tôi ghi tên địa chỉ, rồi biệt phái khi toán chứng đạo sâu rộng thì tôi hướng dẫn một toán đi. Thăm một cô này là cô uống tóc á, có cái tiệm uống tóc á.
ô táp của cổ thì trên đầu đẹp lắm à, ngón tay của cổ thì sơn màu đẹp lắm à, mà cái áo đầm của cổ cũng rất đẹp. Cổ mời chúng tôi vào mà khi tôi thấy mấy cái TV mà mấy cái bức tranh, tôi nói rằng cô này chắc không thèm nghe tin lành đâu. Nhưng mà cô chăm chú nghe. Khi tôi nói xong, tôi nói rằng cô có muốn tin Chúa không? Nói rằng muốn chứ. Cảm ơn mục sư cho biết phải làm gì. Hướng dẫn cô, cầu nguyện cô đó tên là Carol. Cô đi nhà thờ thường xuyên. Cô đã vào các lớp kinh thánh cho người mới tin Chúa. Sau đó cô cũng nhập vào cái lớp chứng đạo sâu lòng mà học hai khóa đó. Sau thời gian con trai của tôi, nó bị tan vỡ làm vì đã yêu bốn người mà người nào cũng bỏ hết à. Nó về nó khóc, nó ba ơi, không có người nào ưng con. Con sẽ chắc phải độc thân suốt đời. Tôi nói con ơi, con phải làm như người Việt Nam. Người Việt thì để cho cha giới thiệu đó. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu người cho con. Mà nếu con nghe ba, sẽ có vợ tốt á. Tôi chọn ba người ở trong hội thánh. Ba người đều đã học chứng đạo sâu rộng. Rất có ơn đời dạy Đức Thánh em. Mà trong đó có cô Carol. Quý vị biết không, chiều nay tôi đi về Houston mà gặp cô Carol, vì đó là dâu của tôi, đã tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Mà bây giờ được bốn cháu, một cháu đặt tên theo ông nội là Thomas. Cảm ơn Chúa. Đó là quyền phép của Thiên Lành cứu mọi kẻ tin. Tôi có thể chỉ cho quý vị cái quyền phép của Thiên Lành đã đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Chúng ta phải đi ra dùng kế hoạch là quyền phép của năm điểm về Thiên Lành mà dẫn dắt người ta tin Chúa. Điều thứ ba là chúng ta phải kiên kỵ. Theo tiếng Anh là phải chịu huấn luyện á, phải tập tạ đó. Ô, tôi là người ủng hộ football, rất thích á. Tôi là Nebraska football fan. À, vì vợ chồng tôi ở Nebraska 15 năm. Chỉ có Texas là hai anh Nebraska, hai thằng Nebraska. Nhưng mà năm nay quý vị có biết ai đứng đầu không? Nebraska. Và thứ sáu này sẽ chơi với Colorado. Và nếu tháng thì ngày 1 tháng chạp sẽ gặp Oklahoma. Và người và đội nào mà ăn thì chắc là sẽ đi Rose Bowl. Mà đội nào mà ăn Miami thì chắc là sẽ là vô địch trong football. Mà tại sao Nebraska năm nào cũng 1, 2 hay là 3 gì đó? Vì có một sự huấn luyện rất là kỹ càng. Xin quý vị xem ở trong Corinto thứ nhất đoạn 9 đó. Tôi muốn quý vị xem đây. Thánh Phaolô ví cái công việc làm chứng cứu người như là một cuộc chạy đua. Có để ý không? Ông nói rằng câu 24 anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thì nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Tức là chỉ có một người thắng cuộc á. Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Bây giờ làm sao chạy cho thắng? Ông nói trong câu 25, hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự gì? Kiên kỵ. Họ chịu vậy để được máu triều thiên hay hư nát? Tiếng Anh International IVF International Version thì dịch là they go into strict training. Tháng 3 tôi đã đến Lincoln để xem cái đội Nebraska tập thể thao. Họ có những cái sức mà họ tập như thế này. Họ có đủ cái, họ chạy lên chạy xuống. Và bắt đầu tháng 3 họ mới bắt đầu chơi tháng 9 á. Để làm gì? Để thân thể của họ mạnh, để họ trả kiếp á, để họ có thể thắng cuộc á. Thưa quý vị, họ làm điều đó để có cái đem một cái trái bên như thế này qua một cái đường gạch đó. Tôi thấy kỳ cục lắm á. Tại sao người ta chịu khó như vậy đó? Mà chúng ta chịu hướng người để làm gì? Để cứu người. Để cứu người. Ồ, có khi người ta muốn tôi huấn luyện cấp tốc á, thì tôi cũng nói qua năm điểm này. Nhưng mà muốn làm chứng cách hữu hiệu
mà kết quả mà thắng cuộc thì phải chịu huấn luyện. Chúng tôi sắp đặt 13 tuần lễ liên tiếp mà đi ra tập sự, và người làm chứng giỏi trước thì đem hai người để họ thấy cái cách làm chứng mà kết quả. Có một bà già ở hội thánh của ông Kennedy, bà tên là Ruta, bà 70 tuổi, nhưng mà và bà đạo đức lắm, tóc bạc. Hai ông bà John và Ruth đến nhóm, ai cũng nể, ai cũng mến á. Nhưng mà một ngày kia bà Ruta nói với chồng, chưa muốn đi thiên đàng, chưa có thể đi lên thiên đàng. Ông chồng hỏi, ủa, mình đã tin Chúa rồi mà, mình đạo đức mà, mình đã mở lớp kinh thánh cho người khác à, đã lo cho thiếu nhi, đã hát tôn vinh Chúa mà. Chưa. Ông hỏi tại sao? Vì bà nói rằng vì đi một mình không có cứu được ai, đi với. Ông nói rằng Chúa cũng hiểu mà, sống đạo đức bao nhiêu đời, bao nhiêu năm như thế này. Nhưng mà thêm bà đó thì có cháu David từ Memphis, Tennessee đến thăm, 15 tuổi. Cháu David nói là bà nội ơi, bây giờ cháu muốn đi thiên đàng phải làm sao? Bà nói một câu ngang đoạn 3 câu 16 rồi bà biết không biết nói sao nữa đó. Nó là tin Chúa, ông nói tin, em nói tin Chúa làm sao? Thì bà nói cứ tin đó, có gì đâu. Nhưng mà em không hiểu. Em về Memphis, Tennessee không có tin Chúa. Bà nội của em khóc, nói với chồng phải học y, phải học chứng đạo sâu là mới được. Bà vào lớp á, 70 tuổi đó, bà thấy phải thuộc câu gốc á, bà thấy phải thuộc dàn bài, bà thấy nhiều cái lời mà phải học. Ông nói rằng bây giờ cái nhà của ông bà trở nên giống như một cái nhà quảng cáo đó. Bốn vách tường đều có dán câu gốc nè, dán dàn bài. Ông nói là tôi đi vào phòng tắm rửa cậu rau thì cũng có một câu ở đó. Tôi đi vào bếp thì cũng có một cái dàn bài ở đó. Thì suốt ngày bà đương có mà thuộc lòng cái dàn bài và những cái câu gấp đó. Quý vị biết không, sau 13 tuần lễ bà thi đậu, bà có một cái chứng chỉ để vẽ trên vách tường nhưng mà chưa thỏa lòng. Bà mua vé đi Memphis, Tennessee tìm cháu David đó. Cháu còn muốn nghe làm sao đi thiên đàng không? Nói là muốn chứ. Thì bà nói rằng muốn đi thiên đàng, thứ nhất là thiên đàng là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời. Không phải cháu phải ráng làm lành nó giữ đâu, nhưng mà phải nhận món quà, sự ban cho của Chúa, sự sống đời đời. Và cháu là có tội, thì cháu phải ăn năn tội, nhưng mà Đức Chúa Trời thương yêu cháu, và Đức Chúa Trời sẽ hình phạt cháu nếu cháu không tin Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến mà chịu chết trên thập tự giá vì cháu, thì bây giờ cháu đặt lòng tin. Cháu có hiểu không? Rõ lắm mà bà nội ơi, tại sao khi trước không nói rõ vậy đó? Thì bà không nói, nhưng mà tại vì chưa chịu huấn luyện á. Bây giờ thì bà nói rất rõ, cháu cầu nguyện. Rồi bà nói, bây giờ cháu còn bạn bè nào mà muốn bà nội làm chứng không? David dẫn bà cụ đi nơi này mà làm chứng cho nhiều bạn bè tin Chúa. Và vì đó là quê hương của bà dẫn dắt bạn chơi khi còn nhỏ và nhiều bà con nữa. Quý vị biết không? Bây giờ bà là toán trưởng, hướng dẫn nhiều người khác làm chứng, mà huấn luyện nhiều người khác. Bà bây giờ bệnh ung thư, mà bà phải đội mũ đi nhóm, mà bà bây giờ có thể nói là sắp sửa về với Chúa. Nhưng mà bà nói rằng bây giờ sẵn sàng về với Chúa. Thì nhân viên của tôi hỏi tại sao? Là vì bây giờ về với Chúa đem nhiều người cùng đi với. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng bà cụ Ruta chịu huấn luyện, cho nên bây giờ trở nên một chứng đạo viên đắc lực cho Chúa. Phần cuối cùng của bài giảng tôi rất là nhân, rất là ngắn, đó là kết quả của việc này. Kết quả là mẫu lá dừa hoặc là không, họ đem về mà họ đưa lên thì người ta thấy có giải thưởng số 1 à, rồi treo lên vách tường đóng đinh mà treo đó. Nhưng mà sau ít ngày nó đầy bụi đó, sau ít lâu thì mấy cái lá nó rung, ít lâu thì chỉ còn nhánh không, và sau đó mấy cái nhân nó cũng bẻ, nó hư hết đó, nó hư nát á. Thì Thánh Phaolô nói rằng đừng có chạy đua chỉ được cái giải thưởng, cái mão triều thiên bằng lá mà nó hư nát. Nhưng mà làm gì? Nhưng
Chúng ta chịu vậy để được máu triều thiên không hai hư nát. Chỉ có hai cái sự việc không bao giờ hư là gì? Linh hồn người ta, và thứ hai là Kinh Thánh. Mà chúng ta cứu người, đó là cái giải thưởng của chúng ta. Khi chúng ta lên thiên đàng, Chúa không có phát mão triều thiên về vàng hoặc là bửu thạch, chúng ta đi trên vàng mà bắt tường bằng đá quý. Nhưng mà cái mão triều thiên của chúng ta là những người mà chúng ta cứu. Nếu quý vị không tin thì hãy xem cái một câu Kinh Thánh nữa là hết, là Tê-sê-lô-ni-ca. Thứ nhất, đoạn thứ hai, câu 19, Thánh Phaolô gửi thơ cho hội thánh tại Tê-sê-lô-ni-ca, thơ thứ nhất, đoạn thứ hai, câu 19 mà phán như thế này: Vì sự trông cậy vui mừng và máu triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Ông hỏi, máu triều thiên của chúng tôi là gì? Thì ông nói rằng, há chẳng phải chính là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Khi Chúa Giêsu đến, quý vị sẽ có người đứng xung quanh mình mà quý vị đã dẫn dắt tin Chúa chứ không? Ồ, khi tôi lên thiên đàng có hai người mà tôi muốn gặp, không phải là Môi-se và David, không phải là Phi-rơ và Phao-lô. Quý vị có muốn không? Biết không? Sau khi tôi gặp Chúa Giêsu, tôi muốn gặp Merv và Mom. Merv, có lẽ quý vị nói không gặp ở trong Kinh Thánh. Merv là ai? Merv là diễn giả đã giảng tin lành đêm mà tôi tin Chúa. Còn Mom là mẹ của tôi, đã cầu nguyện với tôi mà tin Chúa đó. Cho nên khi tôi lên thiên đàng, tôi sẽ nói, ô, tôi đến đây là vì Merv và Mom. Tôi có mặt ở trên thiên đàng vì Merv và Mom đã cứu tôi. Khi quý vị lên thiên đàng sẽ tìm ai? Có ai dẫn dắt quý vị tin Chúa? Chắc là hai ông bà này sẽ muốn gặp tôi ở trên thiên đàng, vì tôi là người đã ký cái giấy khai sinh và dẫn dắt tin Chúa. Giống như là cái ông đại tá có râu mà tôi nói khi hôm đó đến mà ôm. Mà thưa quý vị, khi chúng ta lên đó, sẽ có ai đến mà cảm ơn mình không? Với cái câu chuyện này tôi kết thúc. Tôi giảng ở Houston xong rồi, thì ông mục sư ở đó sắp đặt cho tôi đến một nơi khác giảng ngay sau đó. Ông nói là mục sư phải chấm dứt. Cảm ơn mục sư không có bảo tôi phải chấm dứt giờ phút nào đó. Ông nói thì giờ cao sư phải không? Cảm ơn sư. Nhưng mà ông mục sư đó nói nhất quyết à, mục sư phải kết thúc à. Thì tôi sẽ mời một mục sư khác lên chúc phước, và ông với tôi sẽ đi ra cửa bên này. Đang khi người ta quỳ cúi đầu nhắm mắt không ai thấy đó, thì mục sư với tôi sẽ chạy để lên xe mà đi, vì nếu ở lại người tín đồ sẽ chặn lại mà không đi kịp á. Cho nên đúng như mục sư nói đó, tôi chấm dứt đúng 12 giờ hay là gì đó quên. Thì ông mục sư khác đến nói là bây giờ xin quý hội thánh cúi đầu nhắm mắt mà cầu nguyện à. Mà khi người ta cúi đầu nhắm mắt, mục sư với tôi chạy ra, nhưng mà có một bà không chịu nhắm mắt. Bà mở mắt mà nhìn lên, mà bà thấy tôi với mục sư chạy ra, thì bà chạy ra cửa trước à. Mà bà chạy theo, mục sư ơi, ông giáo sĩ ơi, hoang hả? Tôi nói xin lỗi bà, phải đi kịp giảng à. Không, tôi đợi 20 năm mà gặp ông mà. Ông giảng cho tôi tin Chúa ở bên đảo Guam sau khi mất nước à. Mà tôi đợi 20 năm để cảm ơn ông. Ồ, không lẽ gì mà tôi không nói chuyện với bà đưa cho tôi một cái bì thơ, ở trong đó có 2 tờ 100 đó. Ô bà nghèo, nhưng mà bà muốn có cái gì để mình tỏ lòng biết ơn người đã cứu mình khỏi tội lỗi. Tại sao tôi nói điều đó? Không phải là vì 2 cái tờ đó đâu. Tôi nói về một người đã được cứu và biết ơn. Khi chúng ta lên thiên đàng sẽ có người đến, sẽ nói rằng, bà ơi, ông ơi, khoan đã, tôi muốn cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi tin lành. Tôi được cứu, tôi được lên thiên đàng vì anh, với chị, vì em, vì bà, vì cụ đã làm chứng mà cứu tôi. Ô, nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi người
sẽ quyết định cứu người. Không phải đổ hết trách nhiệm cho mục sư. Toàn nghiệp, ông sẽ chèo chứ không phải không. Nhưng mà mỗi quý vị cầm một cái chèo mà thì tác với, mà cũng gửi mục sư để học cái chương trình huấn luyện này, đem về hội thánh để tương lai sẽ có rất nhiều người cộng tác với ông mà cứu người. Xin chúng ta cúi đầu và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Thời gian qua có dịp tiền chia sẻ một trách nhiệm rất là quý mà Chúa giao cho mỗi cơ đốc nhân là cứu người. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hôm nay có một cái khải tượng mới, một cái sự hiện thái mới về con người, là những bà con, những người ở hàng xóm, những thân hữu mà chúng con sống gần, thì chúng con sẽ gây cảm tưởng, cảm tình, chúng con sẽ hòa mình với họ mà chia sẻ tin lành có quyền phép để cứu họ. Nguyện xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng con chịu huấn luyện tập tạ về phương cách lòng chương, hầu chúng con sẽ được một mão triều thiên không hư nát. Nhiều mão triều thiên không hư nát ở trên thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa. Đang khi quý vị cúi đầu nhắm mắt, tôi xin phép hỏi thăm, có ai chịu cảm động hôm nay nói rằng: thưa mục sư, cầu nguyện cho tôi muốn trở nên người cứu người, tôi muốn trở nên chứng đạo viên đắc lực, dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa, xin mục sư cầu nguyện cho tôi. Quý vị nào có cái lòng dâng hiến mình như thế đó, xin đưa tay lên cho tôi biết.